Vụ việc phượt thủ từ thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ gặp nạn ở Vịnh Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của công chúng vài ngày qua. Dù là trải nghiệm không mong muốn, nhưng nhiều người đã thở phào vì nam phượt thủ được cứu nạn kịp thời, tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định. Trước đó, như báo Thanh niên đã thông tin, anh Bùi Lê Xuân Huy, 27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, ra thành phố Đà Nẵng đi vượt một mình ở khu vực bãi sủng cỏ và rơi xuống hố sâu tại bãi đá ven biển. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, suốt 5 ngày, năm phượt thủ tìm cách trèo lên nhưng bất thành vì vách đá trơn trượt, địa hình hiểm trở, bản thân lại bị thương và mưa lạnh nên kiệt sức. Đến khuya 28 tháng 1, khi thức ăn dần cạn kiệt, thì Phật thủ may mắn dò được sóng điện thoại và gọi điện báo tin cho gia đình. Thời điểm đó, gia đình chỉ biết nam Phật thủ ở bãi sống cỏ. Ban đầu, lực lượng tìm kiếm phát hiện xe máy Phật thủ này bỏ lại trên đường nhựa cách trục đường chính 5,5 km trước khi đi bộ xuống bãi đá. Sau một đêm nỗ lực tìm kiếm, đến rạng sáng 29 tháng 1, lực lượng cứu nạn đã lần ra được dấu vết nam Phật thủ. Đến 3 giờ sáng ngày 29 tháng 1, lực lượng tìm kiếm phát hiện anh Bùi Lê Xuân Huy dưới hố sâu gền đá sát mép nước, cách vị trí bỏ lại xe máy khoảng 4 km. Lực lượng cứu nạn sau đó đã điều động tàu biên phòng ra đón năm phượt thủ vào bờ sau 5 ngày mất tích. Trong diễn biến liên quan, ngày 30 tháng 1 năm 2023, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã thượng nóng các đơn vị cứu nạn vượt thủ gặp nạn, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, các đơn vị đã cứu nạn vượt thủ trong điều kiện đêm tối, thời tiết phức tạp, mưa gió rét, địa hình đèo núi, bãi đá hiểm trở. Đồng thời, đơn vị cứu nạn đã sơ cấp cứu, đảm bảo an toàn cho vượt thủ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh youtube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll you